không bò này ngon. Ở chị không bỏ được xào chị nấu bếp á, đây nó rồi cơm, ở đây xào đồ ăn là tiện lợi lắm. Cái này về mà nha, về mà nha. Xào cái gì mà con không có sợ đâu. Tính con đây con có báo cáo chồng rồi. Đây xào món nè, bên đây xào món nè. Nó hả cái hầu đó kìa. Ta quay qua chụp. Không chứ hai chụp. Rồi, rồi nha. Ồ, camera thì chụp không dung cho nó lâu lên quá. Vậy mà chứ. Vô, cái hình mặt lên trước từ từ. Trời ơi, sao nó che cái mặt mình vô trong vậy?